Alo, như vậy hôm nay chúng ta sẽ sang lớp 6, chúng ta sẽ sang tiết thứ 26, bài đọc nhạc số 5 ở trang 37. Tất cả các em chúng ta cùng dở bài học trang 37 sách giáo khoa lớp 6 âm nhạc nha. Bài đọc nhạc số 5. Mục đầu tiên, hoạt động đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài tập đọc nhạc số 5. Ở bài tập đọc nhạc số 5 này, bài này được viết ở nhịp nào? Nhịp, chúng ta thấy ngay sau khóa sau là đã thấy, đó là nhịp 2, 4. Ở câu 2, tức là dòng dưới, cao độ sẽ gồm những nốt trong bài này, cao độ sẽ gồm những nốt nhạc nào? Chúng ta sẽ kể tên của nó từ thấp lên cao ha. Có thể thấp nhất là đồ, rê, rồi tới mi, tới son, tới la, đố, đúng không? Đó là những nốt như đồ, rê, mi, son, la, đố. Chúng ta có 5 nốt thôi. Câu hỏi 3. Trường độ là những hình nốt gì nào? Chúng ta thấy có móc đơn nè, thấy có nốt đen nè, đen chấm vôi nè. Rồi nốt trắng, xin lỗi, nốt nốt trắng. Rồi chúng ta xem coi. Có hình nốt đen, đen chấm vôi, móc đơn và nốt trắng. Tính chất của bài hát đó là andantino, tức là mình hát một cách thong thả ha. Bây giờ các em sẽ đọc tên nốt thuần thục từng câu. Mỗi câu chia làm hai tiết nhạc. Đây. Một tiết nhạc, một câu chúng ta sẽ là một dòng từ đây tới đây. Và một tiết nhạc từ nửa câu tới nốt son. Rồi nửa câu sau là tiết nhạc thứ hai của câu 1 ha. Mỗi câu chúng ta chia đôi ra làm hai tiết nhạc. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau luyện âm hình tiết tấu. Chúng ta sẽ đọc các hình nốt theo theo phách, theo gõ phách cho thầy nha. Đơn 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 đen 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 chấm đơn trắng. Đơn 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 đen 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 chấm đơn trắng. Rồi chúng ta cùng nhau đọc nha. Đơn đơn đen 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 đơn trắng. Chúng ta làm lại. Đơn 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 đen 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 đơn trắng. 2 3. Đơn 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 đen 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 đơn trắng. Đó là âm hình tiết tấu của bài tập đọc nhạc số 5 này. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe cao độ của 5 nốt nhạc này như thế nào nhé. Chúng ta thấy có nó đồ, rê, mi, son, la, đố. Đồ, rê, mi, son, la, đố. Rồi chúng ta sẽ cùng nghe. Rê, mi, son, la, đố. Đố, la, son, mi, rê, đố. Đồ, rê, mi, son, la, đố. Đố, la, son, mi, rê, đô. Ta làm lại nha. Đô, rê, mi, pha. Đô, rê, mi, son, la, đô. Đô, la, son, pha. Mi, rê, đô. Như vậy, khi mà game chỉ có 5 nốt nhạc,
thông thường là bài nhạc dân ca hoặc mang âm hưởng dân ca. Bây giờ chúng ta cùng tập đọc từng tiết nhạc đến khi mà hát thuần thục thì thôi. Bây giờ tiết nhạc thứ nhất: Do re mi son la do la do son la do son do re mi son la do son. Do re mi son la do son la do son do re mi son la do son. Ta cùng làm lại nè. Rồi cả lớp: Do re mi son la do son do re mi son la do son. Rồi, xong tiết nhạc thứ nhất, bây giờ chúng ta tiết nhạc thứ hai nha. La do la son mi re do re mi la do la son mi re do re mi la do la son mi re do re mi. À, cả lớp: La do la son mi re do re mi. Lại lần nữa: La do la son mi re do re mi. Giờ bây giờ chúng ta cùng nhau hát nha. La son mi re do re mi. La do la son mi re do re mi. Rồi bây giờ xuống dòng câu thứ hai thì tiết nhạc đầu tiên của nó cũng giống như tiết nhạc đầu tiên của câu số 1 ha. Do re mi son son do re mi son la do son. Tiếp theo tiết nhạc cuối cùng, tiết nhạc thứ tư. Rồi bây giờ chúng ta cùng nghe tiết nhạc thứ tư. Nó sẽ là la do la son mi re do la do la son mi re do. Ha. Cả lớp cùng làm lại nè. La do la son mi re do. Rồi lần thứ ba. La do la son mi re do. Ồ, tới đây chúng ta cùng đọc lại bằng miệng toàn bộ từ đầu tới cuối nha. Rồi, câu 1. Do re mi son la do son la do la son mi re mi do re mi son la do son la do la son mi re do. Do re mi. Rồi chúng ta cùng nhau đọc: Do re mi son la do son la do la son mi re
Do, re, mi. Do, re, mi, son, la. Nu, la, nu, son. La, nu, la, son, mi, re, mi, re, do. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại từ đầu nhé. La do la son mi re do re mi do re mi son la do son la do la son mi re do. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc lại từ đầu nhé. Do re mi son la do son. La do la son mi, do re mi son la do son, la do la son mi re do. Đọc lần cuối nha. Do re mi son la hai ba. Do re mi son la do son, la do la son mi re do re mi. Son la do son la son mi re do. Rồi chúng ta mới đọc xong cái bài đọc nhạc số 5 gồm có 4 tiết tấu không nào. Như vậy về phần gõ đệm chúng ta có thể đệm bằng các tiết tấu sau đây ha. Đen đơn đen đen ha. Đen đơn đen đen. Chúng ta nghe lại nè. Đen đơn đơn đen. Lại lần nữa nha. Đen đơn đen đen. Đen đơn đen đen. Rồi chúng ta cùng cái phát nha. Đen đơn đen đen. Chúng ta cùng nhau lấy phát và gõ theo cô giáo ở trên video này nhé. Cô cũng gõ theo. Đen đơn đen đen. Ôi nào. Bây giờ cô sẽ thực hiện gõ đệm cho bài đọc nhạc số 5 theo tiết tấu A. Các em hãy quan sát cô thực hiện nhé. Đen 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 đen. Rồi bây giờ chúng ta làm coi cô hát lại lần nữa nha. Cô sẽ thực hiện gõ đệm cho bài đọc nhạc số 5 theo tiết tấu A. Các em hãy quan sát cô thực hiện nhé. Đập thêm. Mi son la đu son, la đu la son mi, do re mi son la đu son, la đu la son mi re do, do re mi. Rồi tiếp theo, cuối cùng. Thì chúng ta về nhà chuẩn bị cho tiết sau cho thầy. Thứ nhất, mình sẽ đọc thuần thục cái bài đọc nhạc số 4, đọc bằng nốt ha. Và kết hợp với lại gõ phát để đệm vào. Rồi chúng ta xem lại bài sau nhé. Chào các em.